Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin biến động đáng chú ý. Những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau đây qua mục điểm tin. Tổng thống Ukraine gạt bỏ phàn nàn của phương Tây về chiến dịch phản công. Reuters nêu tên quốc gia thứ hai gửi đạn uranium nghèo tham chiến. Ukraine kinh hoàng trước chiến thuật mới của lực lượng vũ trang Nga. Nga đặt tổ hợp tên lửa quái vật Stamat trong tình trạng báo động cao. Cuộc đấu khốc liệt giữa các lữ đoàn gần Rabotino. Tiêm kích Rafale F-5 sẽ khiến MiG-35 và Su-35 của Nga phải về hưu sớm. Tổng thống Ukraine gạt bỏ phàn nàn của phương Tây về chiến dịch phản công. Ngày 2 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng của nước này đang tiến lên trong chiến dịch phản công, bác bỏ ý kiến của các quan chức phương Tây cho rằng Ukraine lấy lại địa bàn với tốc độ quá chậm. Chiến dịch phản công sắp chạm mốc 3 tháng giúp Ukraine lấy lại hơn chục ngôi làng, nhưng trong đó không có khu dân cư lớn nào và lực lượng Ukraine vấp phải những bãi mìn rộng lớn và tuyến phòng thủ chắc chắn của Nga. Tuần này, báo chí phương Tây dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên bày tỏ thất vọng trước tiến độ chậm chạp của chiến dịch và thậm chí còn chỉ trích chiến lược của Ukraine khiến Kiev tức giận. Các lực lượng Ukraine đang tiến về phía trước, bất chấp mọi thứ và bất kể ai nói gì. Chúng tôi vẫn đang tiến lên và điều đó là quan trọng nhất. Chúng tôi đang tiến lên, ông Zelensky viết trên Telegram. Một số người lo ngại sự hỗ trợ của phương Tây có thể suy giảm khi thời tiết lạnh hơn và ẩm ướt hơn, càng làm chậm tiến độ trên chiến trường vào những tháng cuối năm. Phương Tây đã đổ hàng tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine, nhưng Kiev nói họ cần nhiều hơn thế. Động lực chiến trường của Ukraine có vẻ tăng nhẹ ở khu vực phía đông nam mặt trận Zaporizhia, nơi Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maria hôm 1 tháng 9 cho biết lực lượng của nước này đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Nhà Trắng cho biết Ukraine đạt được thành công đáng chú ý ở khu vực này. Tuy nhiên, bà Maria cảnh báo lực lượng Ukraine sẽ phải đối mặt với hàng phòng thủ kiên cố hơn sau khi đạt được đột phá. Trong bản cập nhật chiến trường hàng ngày, quân đội Ukraine không nói đến bước đột phá mới nào, nhưng cho biết lực lượng của họ tiếp tục tiến về phía Melitopol, một trung tâm đô thị lớn mà Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhia. Báo cáo cho biết đã xảy ra 45 cuộc đụng độ trên tiền tuyến trong 24 giờ qua và cho biết giao tranh đã nổ ra ở phía đông, nơi quân đội Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, những người lính trở về từ chiến trường nói với Grozhestvoyno rằng lực lượng Ukraine phải dọn con đường rộng ít nhất 16 km để đưa quân tiến về phía trước mặt trận, đảm bảo an toàn cho các khí tài quân sự như xe chiến đấu Bradley được Mỹ cung cấp và xe tăng Leopard do Đức sản xuất khi chúng tiến sâu hơn vào lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Đoạn phim được định vị địa lý cho thấy bộ binh Ukraine đang tiến về phía tây bắc Vebovi, một ngôi làng nhỏ ở phía đông Robostin mới giành lại, và phía đông nam Zaporizhia ven sông Dnipro. Theo cập nhật từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Mỹ, dù không rõ Ukraine kiểm soát được chính xác khu vực nào, nhưng đoạn phim và di chuyển của lực lượng có vẻ như cho thấy quyền kiểm soát của Nga ở vùng ngoại ô thị trấn đang suy giảm. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định lực lượng của họ cũng tiến về phía nam Rabotini. Giờ đây, Ukraine sẽ cần phải dọn sạch con đường rộng 16 km đó để vượt qua hàng phòng thủ của Nga. Nếu không, các xe bọc thép và khí tài quan trọng của phương Tây sẽ dễ bị tên lửa và pháo binh của Nga tấn công. Trên đường đi, lực lượng Ukraine phải đối mặt với hệ thống phòng thủ đáng gờm của Nga, gồm bãi mìn trải dài hàng dặm, chiến hào sâu, chướng ngại vật răng rồng để chặn xe cộ và hào chống tăng khiến thiết giáp phương Tây bất lực. Trong khi đó, các cuộc phản công của Moscow có thể ngăn chặn Ukraine vượt qua những vùng lãnh thổ lớn hơn để tiến về phía biển Azov và tấn công lực lượng Nga đang tập trung dọc theo phía nam gần Mariupol. Reuters nêu tên quốc gia thứ hai gửi đạn uranium nghèo tham chiến. Reuters, Mỹ sắp trở thành quốc gia thứ hai sau Anh bật đèn xanh cho việc chuyển đạn uranium nghèo tới Ukraine. Reuters cho biết loại đạn trên dành cho xe tăng Abrams của Mỹ. Chúng dự kiến sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới. Theo một số quan chức Mỹ giấu tên và một tài liệu được Reuters trích dẫn hôm 2 tháng 9, đạn uranium nghèo sẽ nằm trong đợt gửi vũ khí trị giá hàng triệu đô la tiếp theo tới Ukraine, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Kế hoạch trên được báo cáo diễn ra sau một động thái gây tranh cãi khác của Mỹ nhằm cung cấp bom chùm cho Ukraine. Động thái này thậm chí còn bị một số đồng minh thân cận nhất của Washington chỉ trích. Nếu Nhà Trắng chấp thuận cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine, Mỹ sẽ thực hiện các động thái trước đó của Anh, nước công bố các chuyến hàng tương tự vào tháng 3. Quyết định của Vương quốc Anh đã gây ra sự phẫn nộ ở Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc chuyển giao này sẽ đưa sự leo thang này lên một giai đoạn mới và rất nghiêm trọng. Đại sứ quán Nga tại London cáo buộc Mỹ và đồng minh không chỉ sẵn sàng biến Ukraine thành trường bắn của quân đội chống Nga mà còn là bãi rác phóng xạ. Khi đạn pháo độc hại lần đầu tiên xuất hiện ở Ukraine,
Moscow đã cảnh báo rằng Vương quốc Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về những tổn hại không thể khắc phục gây ra cho dân thường cũng như binh lính. Tuy nhiên, cả quan chức Anh và Mỹ đều bỏ qua các mối nguy hiểm trên và bác bỏ các nghiên cứu chỉ ra rằng loại vũ khí này liên quan đến sự gia tăng đột biến về bệnh ung thư và dị tật bẩm sinh ở Iraq. Sau động thái của Anh, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow đáp trả bằng cách đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng Belarus. Ông lưu ý rằng, về mặt này, hành động của Moscow không khác với hành động của Mỹ. Quốc gia đã triển khai vũ khí hạt nhân ở 5 quốc gia châu Âu. Nga cho biết họ sẽ chỉ loại bỏ vũ khí trên nếu Mỹ làm điều tương tự với tên lửa hạt nhân của mình ở châu Âu và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng liên quan đến chúng. Những người phương Tây ủng hộ Ukraine tuyên bố rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine và tránh cung cấp một số loại vũ khí, đặc biệt là máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa, có nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, họ đã gửi cho Kiev hơn 100 tỷ đô la vũ khí, trong khi phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại của Moscow rằng mọi gánh nặng vũ khí tiếp theo sẽ đưa Mỹ và NATO tiến hơn đến việc tham gia tích cực vào cuộc xung đột. Theo Điện Kremlin, bằng cách cho phép Ukraine tấn công bằng UAV vào dân thường Nga, các quốc gia phương Tây đã trở thành nhà tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Ukraine kinh hoàng trước chiến thuật mới của lực lượng vũ trang Nga. Các lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng chiến thuật mới bằng cách đốt các bãi mìn, báo The New York Times viết. Tờ New York Times ngày 2 tháng 9 đưa tin, trong khi quân đội Ukraine sử dụng chiến thuật đơn vị nhỏ để đánh chiếm một số thôn dọc chiến tuyến Zaporizhia, lực lượng Nga đã phát triển những cái bẫy tàn khốc để đáp trả. Theo lời thủy quân lục chiến Ukraine, người Nga cũng đang thích nghi, bao gồm sử dụng các chiến thuật mới để khiến các bãi mìn vốn đã nguy hiểm càng trở nên sát thương hơn. Ví dụ, họ đặt chất dễ cháy lên bãi mìn. Ngay khi quân Ukraine bắt đầu dọn mìn, quân Nga thả lựu đạn từ máy bay không người lái, gây ra biển lửa và gây nổ, New York Times viết. Ngoài ra, bài báo còn lưu ý rằng quân đội Ukraine thừa nhận lợi thế của Nga ở một số khía cạnh quan trọng. Người Nga còn nhiều pháo binh hơn, nhiều xe tăng hơn, nhiều máy bay không người lái hơn và nhiều người hơn, cựu binh thủy quân lục chiến có tên Denis nói. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã chịu tổn thất khủng khiếp trong 2 tháng đầu tiên của cuộc phản công, hy sinh hơn 43.000 người để đổi lấy vài km vuông đất dọc theo khu vực Zaporizhia của tiền tuyến. Kiev được cho là đã đổ lỗi cho chiến thuật của phương Tây, trong đó các đoàn xe bọc thép lớn lao của các bãi mìn mà không có sự hỗ trợ của không quân gây ra tỷ lệ tiêu hao này. Sự thiếu thành công đã gây ra sự chia rẽ trong quân đội Ukraine, với một số quan chức ủng hộ việc quay trở lại các cuộc đối đầu pháo binh đường dài. Tuy nhiên, theo New York Times, quân Ukraine đạt được thành công lớn nhất khi sử dụng các đơn vị bộ binh nhỏ để chiếm từng tòa nhà và vị trí riêng lẻ, cộng thêm việc chiếm giữ một ngôi làng hoặc khu định cư trong nhiều tuần. Trong bối cảnh các phương tiện truyền thông phương Tây ngày càng miêu tả cuộc phản công là một thất bại và các mục tiêu của nó là không thể đạt được, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố hôm thứ Sáu rằng chỉ trích tốc độ chậm chạp của cuộc phản công tương đương với việc nhổ nước bọt vào mặt người lính Ukraine hy sinh mạng sống của mình mỗi ngày. Nga đặt tổ hợp tên lửa quái vật Stamat trong tình trạng báo động cao. Tên lửa Stamat được nhắc đến nhiều với tầm bắn lên tới 18.000 km, có chặng bay hoạt động ngắn khiến quá trình đánh chặn nó trở nên phức tạp. Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên giới thiệu tổ hợp chiến lược Stamat vào năm 2018. Người đứng đầu Roscosmos, ông Yuri Borisov ngày 1 tháng 9 cho biết, hệ thống tên lửa chiến lược Stamat đã được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu, RIA Novosti đưa tin. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, việc triển khai tổ hợp Stamat bắt đầu vào tháng 12 năm 2018. Lúc đó, Tổng thống Putin nói rằng tổ hợp này sẽ đi vào hoạt động năm 2020. Lực lượng tên lửa sau đó tuyên bố triển khai Stamat vào năm 2021 và vào tháng 12 năm 2022. Stamat là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng. Trọng lượng phóng của tên lửa vượt quá 200 tấn, tầm bắn lên tới 18.000 km. Tổng thống Putin lần đầu tiên nói về tổ hợp chiến lược Stamat trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang tháng 3 năm 2018. Một phần quan trọng của bài phát biểu đó được dành cho các loại vũ khí và công nghệ quân sự tối tân của Nga. Theo ông Putin, tên lửa Stamat được cho là sẽ thay thế Voivoda, tên mã NATO là Satan. Ông Putin cho biết Voivoda có tầm bắn 11.000 km, trong khi Stamat thực tế không có giới hạn về tầm bắn. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng R-28 Stamat được trang bị tải trọng 10 tấn và có khả năng bao phủ khoảng cách lên tới 16.000 km, ICBM dài 36 m và có đường kính 3 m. Phần đầu của tên lửa có thể chứa một số đầu đạn hạt nhân có thể tách rời với tổng công suất vài megaton TNT. Công việc phát triển dự án RS-28 Stamat bắt đầu vào năm 2011. Loại vũ khí này được phát triển bởi Cục Thiết kế Tên lửa Mayakev với sự tham gia của Hiệp hội Khoa học và Sản xuất Cơ khí.
lần phóng ICBM đầu tiên theo chương trình thử nghiệm cấp nhà nước diễn ra vào tháng 4 năm 2022. Theo Sergei Kadakiev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược, kẻ thù sẽ phải mất hàng thập kỷ để phát triển một hệ thống có khả năng đánh chặn hệ thống phòng thủ tên lửa SAMAT. Kadakiev nói, từ quỹ đạo khét tiếng của chúng ta có Bắc Cực, có thể xây dựng một quỹ đạo xuyên qua Nam Cực mà ngày nay hoàn toàn không được bảo vệ. Cuộc đấu khốc liệt giữa các lữ đoàn gần Rabotino. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy trạm chỉ huy và quan sát AFU, loạt pháo M777 và 25 UAV trong ngày. Ngày 2 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trên hướng Zaporizhia, các đơn vị từ nhóm lực lượng Nga cùng pháo binh và hàng không đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công từ các lữ đoàn cơ giới số 47, 65, lữ đoàn máy bay số 46, lữ đoàn tấn công trên không số 82 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Rabotino và Verbovoice, vùng Zaporizhia. Trong 24 giờ, AFU thiệt hại 115 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo M777, 1 pháo kéo M119 do Mỹ sản xuất, 1 pháo M-STAR-B và 1 pháo D-30 ở hướng trên. Một radar tác chiến phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất bị phá hủy gần Charivnoy, vùng Zaporizhia. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã tấn công vào lữ đoàn cơ giới 72 AFU gần Uledan, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Một kho đạn của lữ đoàn cơ giới 117 AFU đã bị phá hủy gần Kamisevka, vùng Zaporizhia. Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 105 quân, 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo tự hành Akastya và Kvobdika, 1 pháo D-20 và 1 pháo D-30. Trên hướng Donetsk, quân đội Nga tích cực cải thiện các vị trí dọc chiến tuyến gần Klechenka. Trong 24 giờ, các đơn vị pháo binh và hàng không từ tập đoàn Yup của Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công từ các nhóm thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 129, 241 của AFU gần Artemok, 3 cuộc tấn công từ lực lượng phòng thủ lãnh thổ 109, các đơn vị của lữ đoàn tấn công đường không số 79 của AFU gần Marinka. Ở hướng trên, hơn 250 quân nhân Ukraine cùng 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống tên lửa đất đối không Stella 10, 1 hệ thống pháo tự hành Grab do Ba Lan sản xuất, 2 pháo D-2, 1 pháo D-30, một khẩu pháo M119 do Mỹ sản xuất đã bị loại bỏ. Theo hướng Kupiansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga được hỗ trợ bởi hàng không, lục quân và pháo binh đã tấn công vào các đơn vị của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 của AFU gần Kislovka, vùng Kharkov. Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 40 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành D-20. Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ nhóm lực lượng Tersten của Nga cùng hàng không, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của các nhóm từ các đơn vị thuộc Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 5 và Lữ đoàn Cơ giới số 67 của AFU gần Chevoneya, Dibrova, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Các đơn vị của Lữ đoàn Cơ giới số 63 và 67 của AFU cũng bị tấn công gần Tolskoy, Dibia và Kumino, Elbia. Ở hướng trên, hơn 60 quân nhân AFU, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 2 khẩu pháo D-30 đã bị tiêu diệt. Theo hướng Kherson, AFU thiệt hại hơn 30 quân nhân, 2 xe cơ giới và 1 pháo D-30. Một kho đạn dược dã chiến của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 106 AFU gần Teryaginka, vùng Kherson và một trạm kiểm soát UAV gần Ostrodokamenka, vùng Kherson đã bị phá hủy. Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa nhân lực và khí tài quân sự của AFU ở 108 khu vực trong ngày. Hai trạm chỉ huy và quan sát của lữ đoàn cơ giới 28 của AFU bị phá hủy gần Dilepka, Dibia. Một trung tâm liên lạc của lữ đoàn cơ giới 110 AFU bị phá hủy gần Avdiivka, Dibia. Các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 2 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 1 tên lửa chống radar HAM. Trong 24 giờ, 25 UAV của AFU đã bị bắn hạ gần Chudovskoy, Kodema, Klinovoy, Dibia, Persenitnoy, Ocheretovatoy và Tararovska, vùng Zaporizhia, cũng như Tavonsanka, vùng Kharkov. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 1 tháng 9, phía Nga mất thêm 570 quân, 12 xe tăng, 24 xe chiến đấu bọc thép, 30 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt,
một hệ thống phòng không, 12 UAV, 2 tên lửa hành trình, 34 phương tiện chở nhiên liệu và 4 phương tiện đặc biệt. Tiêm kích Rafale F-5 sẽ khiến MiG-35 và Su-35 của Nga phải về hưu sớm. Giới chuyên gia quân sự dự đoán rằng tiêm kích Rafale F-5, một sản phẩm cao cấp của công ty Pháp Dassault Aviation, sẽ vượt qua các đối thủ châu Âu và Nga về hiệu suất. Theo giới chuyên gia quân sự, không còn nghi ngờ gì nữa, tiêm kích Rafale F-5 sẽ nổi lên như một thành phần then chốt trong biên chế không quân Pháp và cạnh tranh với những chiến đấu cơ khác do Nga chế tạo. Ngay sau khi chiếc Rafale F-4 đầu tiên được giao cho không quân và hải quân Pháp, những lời bàn tán xung quanh phiên bản Rafale F-5 được mong đợi đã bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Báo chí không thể bỏ qua thực tế là tập đoàn Dassault Aviation có trong tay sản phẩm tốt, họ sẵn sàng vượt qua các đối thủ trực tiếp đó là Eurofighter và gã khổng lồ Nga, tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất UAC. Hơn nữa, ngay cả nhà sản xuất máy bay đáng gờm của Mỹ, tập đoàn Lockheed Martin cũng có thể thấy thách thức là rất lớn khi phải chiến đấu cùng chiếc tiêm kích Pháp. Tuy vậy, vào thời điểm này, những kỳ vọng về việc được chứng kiến chiếc Rafale F-5 với huy hiệu 3 màu trên thân và nhanh chóng bay vút qua bầu trời có thể khiến báo chí cảm thấy thất vọng. Lịch trình sơ bộ của Dassault Aviation được xây dựng tỉ mỉ, không tính đến việc bắt đầu giao hàng cho không quân Pháp trước năm 2035, nghĩa là các hợp đồng xuất khẩu phải tiếp tục chờ đợi lâu hơn. Điều này chủ yếu là bởi tiêm kích Rafale F-5 kết hợp năng lực trí tuệ tập thể của các văn phòng thiết kế có trụ sở tại St. Cloud và độ chính xác khắt khe của dây chuyền lắp ráp ở Merinac. Sự hợp tác của đội Rafale do Safran và Thales dẫn đầu cam kết biến thách thức ghê gớm này thành việc tạo ra một chiếc máy bay chiến đấu tinh vi có ưu thế rõ rệt vào thời điểm năm 2030 đến 2040. Hãy bắt đầu cuộc thảo luận với sự ra đời của hệ thống radar RBE-2XG mang tính đột phá. Khí tài này khai thác sức mạnh của công nghệ tiên tiến kết hợp việc sử dụng gallium nitride với khả năng tính toán do trí tuệ nhân tạo cung cấp. Hệ thống radar RBE-2XG giữ một vị trí quan trọng. Về mặt lý thuyết, nó có khả năng xác định tất cả các máy bay trong phạm vi hoạt động, bao gồm cả những tiêm kích thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất hoạt động ở chế độ tàng hình cao. Khả năng phát hiện ngay cả những mục tiêu nhỏ nhất, bao gồm máy bay không người lái siêu nhỏ là một tính năng quan trọng của Rafale F-5. Những thực thể này gần như không thể bị phát hiện bởi các tiêm kích hiện đại đặt ra một thách thức đáng kể. Do vậy, điều quan trọng cần nhấn mạnh là tính năng này không chỉ như một sự bổ sung đơn thuần mà thực sự nằm ở cốt lõi các chức năng của tiêm kích Rafale F-5. Khi Dassault Aviation Rafale F-5 chuẩn bị ra mắt thị trường, nó sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ EF-2000 Typhoon của châu Âu, Mikoyan MiG-35 Fuscrom F của Nga và Sukhoi Su-35 Flanker E. Tuy nhiên, tiêm kích Rafale F-5 được dự đoán sẽ tiếp bước những người tiên nhiệm bao gồm Rafale F-3R và Rafale F-4 trong việc khiến những đối thủ đáng gờm này trở nên lỗi thời và có khả năng khiến chúng phải nghỉ hưu sớm. Thật vậy, bà lãnh đạo Dassault Aviation đặt nhiều kỳ vọng vào Rafale F-5. Họ thấy trước chiếc tiêm kích này trở thành một thế lực quan trọng trên thị trường quốc tế, có khả năng giành lại thị phần đã bị mất vào tay tiêm kích Lockheed Martin F-35A Lightning II. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin Tức Việt.